em xin trân trọng kính chào quý vị. Sau đây là bản tin buổi trưa của chúng tôi. Tới về trước hết chúng tôi xin thông báo quý vị câu chuyện tại Việt Nam hiện nay giữa Bằng Nguyễn Phương Hằng và ông thầy Tích Minh Tuệ càng ngày càng gây cấn hơn. Ngày hôm qua chúng tôi xem rất là nhiều cái cuộc tranh luận, những lời bàn tán qua lại giữa phe bên này và phe bên kia và sau đó chúng tôi có trao đổi với học giả đỗ thông minh và trong chiều nay khoảng 5 giờ chiều trước hay sau lắng chút xíu học giả đỗ thông minh trở lại chương trình chúng ta sẽ nói về đề tài bà nguyễn phương hằng đụng độ với thầy Thế minh tuệ chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đón xem vào bản tin chiều nay của chúng ta và bây giờ chúng ta bước vào một số tin tức của ngày hôm nay về tin Hoa Kỳ đặc biệt là tin bầu cử tờ CNN sáng nay đài CNN nhận xét rằng có một sự dịch chuyển ở ship một sự dịch chuyển hoán đổi thay đổi khá quan tâm trong cuộc chạy đua giữa ông Trump và bà Kamala Harris mà phần bất lợi một chút như một bà Harris và có lời chúc nghiêng bằng phía Donald Trump chúng tôi gửi đến quý vị bản tin này khá được quan tâm của đài truyền hình CNN chúng ta biết rằng vào cuối mùa hè tính xác hơn ngày 24 tháng 7 ông tổng thống Biden đã từ bỏ cuộc đua tổng thống với ông Donald Trump và ông tiến cử bà Kamala Harris đóng cái vai trò của chúng ta là ứng viên tổng thống của đại dân chủ và sau đó, đó thì bước vào những ngày sau đó vào mùa thu thì bà Kamaric tiếp tục có cái cái momentum là cái khuyên hướng đi lên từ 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 và bà... lắp những khoảng cách, những khoảng thua của ông Donald Trump và kéo bằng nhau và vượt qua ông Donald Trump. Nhưng mà trong cái dạo gần đây đó, một, một hai tuần gần đây, bà có cái dấu hiệu, bà người Mỹ nó gọi là bà mất cái cái sự của cái momentum đó trong một vài tuần để vừa qua bà có dấu hiệu mất cái momentum đó một số tiểu bang chiến địa bà thắng và mất cái chỗ thắng đến chỗ hòa hay một số tôi đang chiến địa và từ chỗ thắng sang chỗ hòa và thậm chí thua nhẹ nữa cái thời điểm còn ba tuần để trước cái cuộc mà bầu cử cái điều đó gây rất nhiều ủng hộ viên của bà lo lắng bồn chồn và thắt tim lại thứ quyền Tuy cho đến giờ phút này, hôm nay là ngày 17 tháng 10, còn khoảng chừng 18 ngày nữa, chưa thấy 3 tuần đại nữa thì chúng ta đi bầu. Và Capri vẫn còn giữ một chỗ đứng, nhỉnh hơn trong một chút trên toàn quốc. Và vẫn ở một cái vị trí nhỉnh hơn trong một chút trên bệnh viện toàn quốc. Tuy nhiên cái sự nhỉnh hơn đó rất mong manh và đầy nguy hiểm. Và một số nhà bình luận chính trị của Hoa Kỳ cho rằng trong bối cảnh như vậy, ai hơn ai? Là cái chuyện khó ai biết được. Chỉ khi nào cuộc bầu cử kết thúc. Chúng ta mới biết bên nào hơi hơn bên nào. Trong tháng trước. Theo thông báo. Theo thăm dò. Của Decision Desk HQ. Thì cho thấy rằng bà Kamaris. Đã mất 4% Trong tháng vừa qua. Bởi bị Súp tới 4% trong thăm dò dự luận. Trong tháng vừa qua. trong hai tuần lễ vừa qua, bà rớt xuống đặc biệt trong các tiểu bang chiến địa, ví dụ như trong một vài ví dụ sau đây, tại tiểu bang Wisconsin, bà Kamala Harris đã từng dẫn một vài tuần trước 2% trước 100%, nhưng bây giờ tôi rơi vào tình trạng là hòa hòa từ dẫn trước phần 2% tại tiểu bang Wisconsin thì bây giờ bà trở nên bị hòa còn tại Michigan thì như nào đó tôi ban chiến địa cả tại Michigan như nào bà từ dẫn trong một phần trăm bây giờ bà thua trong một phần trăm tại tôi ban then chốt nhất là Pennsylvania Pennsylvania là tỷ ban chiến địa một trong bảy tỷ ban chiến địa nơi đã có 19 chiến phiếu cử đi đoàn của, tỷ tiểu bang quan trọng nhất mà ông Trump và bà Cambridge cày bừa tan nát tiểu bang này trong cái tháng vừa qua. Thì tại tiểu bang này, ông Trump đang thu sang bằng cái tỷ lệ thua và Kamala Harris một phần trăm. và bây giờ hai bên đang hòa nhau. Đó. Thì qua ba thì bằng chiến địa Wisconsin, Michigan và Pennsylvania thì ta thấy điều gì? Bà Kamala vẫn còn nhỉnh theo một chút xíu thôi nhưng mà rất là nguy hiểm. Ai thắng ai chưa biết tự quý vị trong tuần lễ gần đây mọi người sốt ruột khi phải để ý những cái chuyện thay đổi như vậy. Phe bên Trung thì hấn hở hơn, phe bà Cambridge, có chút lạc bi, bi, bi quan hơn. thì một cái chiến lược gia đang chủ nói thay vì chúng ta phải đi vào con đường trajectory là một con đường cái xuống đi lên đó thì bây giờ chúng ta có bị xuống đi xuống cái đó thoát tim từ vị một cái nhà chiến lược gia khác đồng ý như vậy và nói rằng đây không phải là cái điều mà chúng ta mong muốn nó xảy ra như vậy trong thời điểm chỉ có ba tuần lễ trước cuộc bầu cử như vậy một người nói thoát tim một người nói là đây đồng ngoài là xu hướng chúng ta mong muốn vào thời điểm ba tuần lễ trước cái cuộc mà... và chính mình như vậy bà cam mấy sẽ đánh người ta bài cực độc thứ nhất là bà khui hồ sơ của ông Trump về cái vụ mà ông ông Trump cho rằng the enemy from within dùng quân đội để chống người dân và thứ hai cái cái người cái đoàn cực độc thứ hai là bà Cambridge để nhằm lật ngược thế cờ lại là bà chấp nhận cái lời mời của đại CNN một đại địch đối với đảng chủ của đại địch để mà sang thân chinh sang tận đài của CNN để trả lời cuộc phỏng vấn của ông Bayer, ông ông giám đốc tin tức của đài CNN. thì cuộc thân chinh đó đã giống như mà đi vào đất lịch như vậy, rất là nguy hiểm. nhưng tại sao bà Kamala phải chọn cái đường đường này? bà muốn kiếm thêm số phiếu và ủng hộ cho bà, bà muốn kiếm thêm số phiếu ủng hộ cho đảng cộng hòa và chấp nhận gửi ra Raô hiểm nguy. Một bước chân vào đất địch một mình một ngựa mang kiếm xông vào đất địch cái hành động dũng cảm đó để làm gì để kiếm thêm một chiến thắng kiếm thêm một số phiếu từ người độc lập, từ những người independent, từ người có quyền hướng cộng hòa, từ một số người bất mãn trong của cộng hòa bất mãn trong cái đường đi đó của bà Camris, Camila Harris được xem là dũng cảm và nó gọi là a bold move một cái, một nước cờ rất là táo bạo và bà đã thành công được bán cờ đó bà bị đã dập tơi tả bị phục kích tơi tả bị cho mình nổ tơi tả nhưng mà nhìn chung bà đã định hướng cuộc trả lời của bắn theo quan điểm của mình và được xem đã thành công được một vấn này một chứng một kinh kha một nữ một nữ tướng một kinh kha vào đất địch và trở về thân xác của nguyên vẹn không bị chấn thương không bị mất mát không bị thua thiệt xin khen bà cam một lời dũng cảm táo vào và chiến thắng một cái cuộc thăm dò khác cũng cho thấy cái cuộc cái cái cuộc mà thăm dò dư luận cử tri có lợi trong đa trong một chút trong tuần lễ vừa qua theo cái cuộc mà hãng tin thăm dò hãng thông tấn thăm dò real clear politics thì các cuộc thăm dò từ ban chiến địa cho thấy rằng có một sự thay đổi nho nhỏ, nhỏ slide một sự thay đổi nho nhỏ rất là bé tí thôi mà theo cái có lợi cho ông cựu tổng thống Donald Trump. Ông Nate Silver, một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong cái làng thăm dò tranh cử. Ông ta là người chủ của FiveThirtyEight một website thăm dò với những phương pháp cực kỳ khoa học. Và những cuộc, thơ, những cuộc thống kê, những cuộc thăm dò cực kỳ nổi tiếng. Có cái nổi tiếng nhất của ông là trung bình điểm thăm dò dư luận ông đưa ra một cái cái cái, cái máy, máy tính về một cái cách tính toán trên internet mà tổng hợp các cuộc thăm dò trên toàn quốc đáng tin tưởng nhất và ông theo dõi của ông ta được xem là chắc chắn nhất trong các cuộc theo dõi hiện nay các cuộc thăm dò hiện nay và trong và trong trên online thì ông cho biết rằng là bà Kamaris có xuống bị mất chút điểm nhưng vẫn còn dẫn đầu và có mất một chút điểm và vẫn còn dẫn đầu đặc biệt là mất ở tại hai tiểu bang Wisconsin và Nevada nhưng bà vẫn tiếp tục dẫn đầu vượt lên trong ít nhiều và đài truyền Mỹ NBC cũng tung ra một cuộc thăm dò dư luận vào trong tuần này và cuộc kết quả thăm dò dư luận của đài truyền NBC của Mỹ cho thấy rằng cuộc chạy đua đang hết A death heat là nóng đến mức độ mà chết người là ngang cơ đến mức độ kinh khủng cả hai đang hòa nhau ở tỷ lệ 48% quý vị thấy như vậy cho tới nay chúng ta đưa ra một số cuộc thăm dò như vậy quý vị thấy hoặc mà cảm thấy sớm chút xíu thôi hoặc trong cái phạm vi sai biệt trong phạm vi dao động và sai biệt của thăm dò dữ luận và bà chiếm hầu hết các cuộc tham gia dư luận và chiến thắng nhưng mà ở phạm vi rất nhỏ và còn ba tuần đại nữa Và ba bà, bà đã, đã, đang đã đi xuống bà đang trên đã, đã đi xuống và thời gian còn ba tuần gần ba tuần nữa như vậy rất nguy hiểm thì chúng ta sẽ chờ xem cái cuộc bầu cử hôm nay sẽ sao và sau khi mà cuộc mà tranh luận lần đầu tiên với ông Trump thì và điểm bà cam Harris vọt quý vị tưởng tượng vọt lên cắt trên đến năm nhưng bây giờ cho đến giờ này thì bà rớt xuống còn chút xíu có cái là mới một có cái nó thua một phần trăm có cái là ngang cơ nhau có cái là hơn hai trăm mấy phần trăm nhưng mà tự chung là bà hơn chút xíu thôi cái đó được xem là một cái sự dịch chuyển kinh hồn nhất a dramatic shift trong cái lực lượng cử tri tại Hoa Kỳ trong quan niệm của cử tri Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rằng tình trạng rất, rất kinh hoàng. thì một cuộc thăm dò khác cho biết rằng tháng trước đó, thì bà Kamala có 48% cái gọi là A positive impression là ấn tượng tích cực thì bà được 48% nhưng mà hiện nay một sau một tháng thì ấn tượng tích cực và chỉ còn là xuống chút xíu và ấn tượng tiêu cực và tăng chút xíu ấn tượng tích cực xuống là bốn ba từ lần tháng trước là bốn tám giờ xuống còn bốn ba còn ấn tượng tiêu cực tháng trước là bốn mươi tháng này đến bốn chín như vậy cái cái lạc quan cái tích cực nhận thức nhận xét một tích cực niềm cảm tình tích cực của bà Cambridge xuống từ 48% xuống còn 45% và trong tháng này thì cái nhận sức tiêu cực nhận thức bi quan bà ta từ 43% tăng tới 49% như vậy là bất rất là bất lợi cái lạc quan vui sướng tin tưởng sạm giảm xuống và bi quan u buồn lo lắng tăng lên tăng lên điều đó không phải là điều hiện tượng tốt trong thời điểm cách cấp 3 tuần tại trước khi bầu cử mặc dù đài truyền NBC ký giả là Steve Connors thì cho biết rằng bà ta vẫn còn ngoi ngốc trên mặt nước vẫn còn thở không bị chìm dưới nước nhưng mà vẫn còn rất là nguy hiểm như vậy ký giả đó nói trên chương trình Today Show ngày hôm nay và do người host người chủ chương trình là Savanna Guthrie trên cái chương trình vào đầu tuần này họ nói như vậy như vậy tóm tắt lại thì trong cái đầu tiên bản tin thứ hai này thì cho thấy rằng Kim bà Camrys Bà đi hơi bị chìm xuống trong khi khoảng cách vẫn trong không xa mà bà, bà đã chìm xuống một chút xíu trong thời gian vừa qua trong hai tuần vừa qua và khi bà chìm xuống thì đối thủ vào vươn lên chút xíu cho tạo cho cuộc đua vào ngày 5 tháng 1 ở đây là nó kêu là một cái sự giống như tốt thực to hoan ném cái vòng xu lên trời rớt xuống hết a, a, a tail chẳng hay lẻ chúng ta không biết mặt số hay mặt tiền chúng ta không biết thì do vậy cực kỳ nguy hiểm và rất nhiều mây rủi và bà Cambridge và đi một số nước cờ cực kỳ quan trọng và chiến lược để tìm vượt ngược cái hướng đi trở lại vươn lên chiến thắng trở lại chúng ta chưa biết sẽ như thế nào đó là chuyến kinh kha vào đất lịch đã chấp nhận cuộc trả lời phỏng vấn của đại của đại Fox chúng bà đã qua tai qua nạn khỏi đi về thành công trong cuộc tuốt đi vào như vậy đó cái hiện tượng này mà báo bị gọi là một cái một sự dịch chuyển to lớn khá to lớn đáng quan trọng đáng chú ý trong hai tuần lễ vừa qua khi mà nói nói cái cuộc chạy đua giữa bà Camarish và ông Trump và trong thời điểm hiện nay và có một cái luồng dư luận khác một luồng thông tin khác cũng đáng để chú ý là cái thị trường cá đồ ở tại Hoa Kỳ về cuộc chuyện đua gai ứng viên Tổng thống thì cái thị trường cá độ thì cái hãng cá đồ nổi tiếng nhất là Body Market cái hãng Body Market này hiện nay đang cá đồ là ông Trump sẽ thắng cử ở cái thị trường cá đồ là 57% là ông Trump thắng cử và bà Cambridge chỉ có nhiều thua vị chỉ có 41% thôi đó là theo thị trường cá độ Body Market của Mỹ hiện nay thì có một điều đáng chú ý thì được cái độ này là bà canxi nhân vật tên canxi là vừa thắng được cuộc đấu và pháp lý trước tòa án về việc cá độ về chính trị cá độ bầu cử trên toàn quốc bây giờ bà được cái việc cá độ được gọi là hợp pháp trên toàn quốc và cái thị trường cá độ này cho ông Trump có 54% cò chiến thắng so với Cà Mau Như vậy cho thấy rằng cái thị trường mà cá độ cũng cho ông Trump là chiến thắng rất là quyền và Cà trong giai đoạn hiện nay. Và một số các cuộc thăm dò khác cho bà Cà chiến thắng chút xíu. Do vậy cho thấy rằng hai con ngựa Cà và ông Trump đều có thể ai cũng có thể thắng. Khi mà chúng tôi trình bày quý vị vì chúng tôi cố gắng trình bày tất cả những thông tin trong ngày mà chúng tôi có được trong tất cả các phương tiện truyền thông. Chúng tôi không đứng bên đảng dân chủ, chúng tôi không đứng bên đảng cộng hòa, bởi vì tôi cố gắng tìm một cái cái, cái 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 những thông tin có thông tin nào chuyển đến quý vị thông tin đó. Công việc chúng tôi là tin tức là chuyển nhanh, chuyển lề những thông tin kịp thời nhất, thông tin nóng nhất cho quý vị và cái thông tin đó có lợi cho ai không có lợi cho ai cái đó không phải là quan điểm của chúng tôi chúng tôi là công việc information được công việc truyền thông công việc tin tức chúng tôi gọi đến quý vị chỉ gọi đến tin tức mà thôi và như vậy qua cái cái những tin tức không từ đến như vậy thì đại truyền cnn có cho rằng the news was in own bath for Harris những cái tin tức như vậy hoàn toàn không phải là tin tức xấu tất cả không phải là tin tức xấu cho bà Camarich bà còn rất nhiều hy vọng và, và tiếp tục đại sứ tiếp tục đưa ra một số cuộc thăm dò khác trong cái cái tổ chức thăm dò từ Marich đã xuất bản vào ngày thứ tư ngày hôm qua thì một cái kết quả cho thấy rằng bà Camarich dẫn trước ông Trump là 52% trong khi ông Trung chỉ có 47%. Trong số những cử tri trên toàn quốc mà muốn đi bầu, và có chính thức đi bầu. Như vậy thì chúng ta thấy 52%-47% là bà Camrys, bà Camrys hơn Trung tới 5% đó là thăm dò của công ty thăm dò Maris và cũng như vậy bà cảm cũng còn chút nhiều hy vọng và một cái nhân vật là này nói như nào tên David Lâu thì nhân vật thì chúng tôi đã nói cách đây vài ngày thì ông ta tuyên bố ông này là cố vấn cao cấp của bà Kamala Harris ông nói như vậy này, gần như tôi không để ý đến các cuộc tham gia dư luận gần như tôi không muốn để ý đến các cuộc tham gia dư luận hầu hết các cuộc tham gia dư luận là những con ngựa chứng nó vọt lên, nó tụt xuống, vọt lên, tụt xuống, coi rất là nhức đầu và nó không chắc gì là đúng. do vậy tôi không quan tâm lắm với cuộc tham gia dư luận. tôi làm công việc của mình, tôi làm công việc mình muốn làm. và có khi nói bà cambridge tăng lên bốn năm có khi nó bà cambridge thua bốn năm phần trăm, tôi không quan tâm đến chuyện tham gia như, như thế này. đó là lời của một vị cố vấn cao cấp của bà Camaris. ở bất cứ cái cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà ông Trump tăng nhiều như vậy bốn năm tôi cũng ít nuôi tôi cũng không để ý tới ông Pru nói như vậy và một số cuộc thăm dò cho bà Cambridge thắng bốn năm tôi cũng chẳng quan tâm luôn thì như vậy ông số người nằm chính thức nằm trong các ban vận động tranh cử cố vấn cao cấp họ cũng không tin lắm vào các cuộc thăm dò dư luận ông giáo sư lịch sử và quan hệ công chúng của trường đại học Princeton, trường đại học danh tiếng Hoa Kỳ là Julian Zelizer, thì nhân vật này nói gì? Trong khi ông Trung thắng một vài cái cuộc thăm dò và cho thấy có một cái cái sự tiến bộ nào đó, some momentum nào đó, một số cái sự tiến bộ, một sự hy vọng nào đó, thì con ngựa trứng vẫn chạy tiếp tục và nằm trong cái mức độ hai bên là 50 và 50 đều nhau. Bên Harris cũng được 50% hy vọng, bên Trung cũng được 50% hy vọng. Và kết quả có thể đi về bất cứ một hướng nào Về phía Harris và bàn phía Trung như kết quả của cuộc tranh cử chức tổng thống rơi vào bất cứ nhân vật nào như vậy qua cái cái bản tin này chúng ta thấy điều gì không có một ứng cử viên nào chắc chắn là mình thắng hoặc không có một ứng cử viên nào chắc chắn là mình thua cái nhân vật này đã tuyên bố như vậy nhưng mà còn su liên là một giáo sư trường đại học giáo sư lịch sử giáo sư bị dư luận công chúng của trường học Princeton, đọc danh tiếng Hoa Kỳ Là nói như vậy. Hai bên cắt đều 50% và 50%. Vậy khiến cho cái lá phiếu của từng quý vị, lá phiếu của từng quý vị sẽ vô cùng quan trọng. Bởi vì có khi như chúng tôi có một người bạn đang tranh cử tại, chúng tôi có một người bạn đang tranh cử chức dân biểu tiểu bang tại khu vực của chúng tôi. Thì ông ta cho rằng ông ta ông ta sau khi mà cái cuộc, 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 cuộc bầu cử sơ bộ uh, nó sát sao đến mức mà phải bầu phiếu lại phải đếm phiếu lại và sau khi đếm phiếu lại một lần nữa kiểm phiếu lại tái kiểm phiếu đó, thì ông ta hơn đối phương chỉ có ba phần trăm và ba phiếu và ba phần trăm tôi xin lỗi ông hơn đối phương chỉ có 3 phần ba phiếu wow con số rất chóng mặt hơn ba phiếu có nghĩa là gần như là số đó nó hòa ở mức độ gần như tuyệt đối có ba phiếu thôi mà họ bước vào chung kết vì đối thủ thua chỉ có ba phiếu thôi mất cái bầu cử kết thì trong cuộc bầu cử năm nay tại hoa kỳ rất có thể là thắng và thua nhau chỉ vài ngàn phiếu trong cấp độ tiểu bang dù trong cấp độ tiểu bang thì cũng có thể thắng và thua lẫn nhau có thể chỉ đào đến mức thấp đến mức chỉ gặp vài ngàn phiếu thôi thì quý vị biết rằng thì từ đó có nghĩa rằng khiếu nại tái đến phiếu tái kiểm phiếu cải lộn tranh luận tranh luận kiện tụng có thể xảy ra và kết quả năm nay có thể gặp rắc rối kết quả bầu cử năm nay có thể tranh tụng có thể khiếu nại có thể kiện tụng và có thể kéo dài và có thể gặp rắc rối chúng ta sẽ chờ xem trong khi ông Trump thì ngay cả ông 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 JD Vance trong cái cuộc phỏng vấn trên một đài truyền hình nào đó mà tôi coi về sáng nay ông cho rằng ông vẫn cho rằng cuộc kết quả năm hai mươi bầu cử của tổng thống mỹ năm hai nghìn mươi là không chính xác ông chấp nhận kết quả đó ông ứng cử viên phó tổng thống bung Trump thì chuyện kết quả tổng thống năm hai trăm hai mươi đã chắc như vậy rồi mà ông ven vẫn cho rằng ông ta không chấp nhận cái kết quả đó và thứ như vậy thứ quý chúng ta còn có thể có những bộ xử gian lận bung trim vẫn vẫn chưa cái kết quả tuy nhiên ông vẫn cho rằng phải đến gian lận thì cuộc bầu cử năm 2020 đã rắc rối mà cuộc không hai bầu cử 2024 này có thể rắc rối hơn 2020 chúng ta chờ xem và nếu vị nếu đúng á thì vị có thể mời Chúng ra một ly cà phê nha bởi vì lâu lâu mình làm thử tiên đoán bữa thầy bói bữa tôi tin là cuộc bầu cử 2020 nói lại tôi tin bầu cử 2020 đã rắc rối và tôi tin bầu cử 2024 sẽ rắc rối hơn và nếu ông Trump thua thì còn khiêu nại chán và ông không chấp nhận kết quả bầu cử và có ông ven nữa ông ven còn ma ga còn hơn trâm nữa ông ven còn cực đoan hơn trâm nữa thì rất là kinh hồn chúng ta chờ xem và trong cái bối cảnh rất là là căng thẳng như vậy chúng ta có một niềm vui nhỏ nhỏ gửi đến quý vị là ông tổng thống biden đã chính thức chấp thuận một thêm 175 tỷ ân xá tiền nợ sinh viên vay khi đi học cho gần 5 triệu sinh viên. Trong 5 triệu sinh viên thì ông được ân xá lần này cho khoảng 175 tỷ mi kim tiền nợ sinh viên tiền student loan. Khi mình đi học thì mình không có đủ tiền đi học, mình không có thời giờ đi làm nhiều, mình không có tiền đi xài, không có tiền đó phí, không có tiền mua sách vở thì mình hay vay mượn nợ chính phủ đó rồi student loan tiền nợ và do học sinh vay khi đi học và sau đó khi mình ra trường đó mình đi làm mình trả nợ từ từ trả nợ từ từ tuy nhiên số nợ cũng rất là cao số sinh viên nợ cũng rất là cao trong lịch sử mỹ và bây giờ ông biden và bà Harris đã xóa nợ cho sinh viên và cái thời điểm xóa nợ cực kỳ quan trọng ở thời điểm này không tới 3 tuần lễ trước ngày bầu cử. Cái xóa nợ như vậy nó có thể dẫn đến cho cả triệu sinh viên sẽ đi bỏ phiếu ủng hộ bà Kamala và ông 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 và, và ông Vance và ông 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 ông, ông Tim Walz thì như vậy rất có lợi cho bà Kamala Harris. Thì không biết về cái chuyện mà xóa nợ này có mang ý nghĩa chính trị không nhưng mà về chính trị có tác động cụ thể có lợi cho bà Kamala Harris vào thời điểm trước cuộc bầu cử chỉ ba tuần thôi kinh hồn và phía đảng cộng hòa thấy được cái âm mưu đó thấy được cái bất lợi đó và họ đưa cái vụ này ra tòa còn cái những tranh tụng trước tòa án nữa tuy nhiên ở lần trước nó đã có ruột tranh tranh tụng rồi và phía bên ông Tổng thống Biden và bà Kamala Harris đã chiến thắng trong một số cuộc tranh, tranh tổng vừa qua. Và lần này có thể Cộng hòa tiếp tục đưa ra vấn đề ra tòa án. Một vòng xóa nợ khác đã được công bố ngay ngày hôm nay. Mới ngày hôm nay thôi, thứ quý vào thứ Năm. Và xóa nợ lên cái mức tới như tôi nói bên trên là 175 tỷ mỹ kim cho gần 5 triệu sinh viên và mang nợ thì chiếm tỷ lệ 11% tổng số nợ sinh viên còn đang outstanding còn đang trong hiệu lực thì trên cổng không xóa nợ là 175 tỷ mỹ kim và cho khoảng 5 triệu sinh viên và tổng số nợ chiếm đến tổng số của tiền nợ được xóa bằng 11% tổng số nợ mà sinh viên đang nợ. Cái con số kinh hồn. Và cái cơ quan mà sẽ lo việc này là Public Service Loan Forgiveness là FSLF là sở công cộng về xóa nợ sinh viên chương trình xóa nợ chương trình công cộng xóa nợ dịch vụ công cộng xóa nợ sinh viên này nó sẽ lên tới làm những công việc đó thì chúng ta thấy rằng là cái đi học nước Mỹ rất là lạ là, nó có nhiều nguồn tiền đi học lắm tôi có một người bạn lớn tuổi vừa về hưu thì anh ta về hưu không biết làm gì sách sách cái cặp táp đi học và anh ta nói năm nay tao cũng đã năm tháng kiếm được trung bình tháng có thể thu nhận được gần trăm đô một ngàn mỹ kim thì tiền mà tiền này tiền nọ thì kia tiền khác trong đi học tiền chính phủ cung cấp tiền này tiền nọ thì kia khác cũng được gần ngàn mỹ kim đó như vậy cũng cũng là đỡ quá rồi cộng thêm cái tiền về hư của anh ta thì nó cộng thêm nữa anh ta đủ xài thì cho nên cái cuộc tại Mỹ có nhiều chi nhiều, nhiều, thu nhập rất là lạ đi học nó có tiền chứ không phải đi học đóng đóng tiền Và có cái điều nữa đó, sau cái cuộc tranh luận như tôi nói bên trên giữa bà Kamala Harris với ông Bayer tại đài truyền Fox, thì ngày hôm nay khi đài truyền MSNBC tung ra cái bài làm quê mặt đài Fox, quê mặt ông ừ, trưởng ban phóng viên của đài Fox là ông Bayer, người phỏng vấn bà Kamala Harris là nội dung cái cuộc phỏng vấn của bà Bông của, của Đài Phát cho bà Camry biết quý vị biết, biết, biết lấy từ đâu không? Theo cái nhân vật là người phụ tá cựu phụ tá cao cấp của bà Camry và bây giờ trở thành phóng viên người chủ một chương trình của đài MSNBC đài truyền nổi tiếng MSNBC của Mỹ là theo ý kiến của Simon Sanders thì Simon Sanders cho gì là cái, cái nhân vật tung ra cái này đó đọc là phát hiện nhân vật phát hiện cái gì là ông Bayer đài, đại diện cho đài Fox để phỏng vấn bà Camarish thì ăn cắp mượn cái nội dung trong cái bài nói chuyện trong cái thông cáo thông cáo gửi cho cử tri của lấy gần những nguyên con như câu hỏi nó lấy gần nguyên con từ cái, cái 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 cái, nội dung thông báo của cặp ứng cử viên Donald Trump và ông Vance cho cử tri của mình như vậy có thể nói rằng cấu trúc căn bản của cái cuộc một phỏng vấn của ông Bayer với bà Kamala trong trên đài Fox vừa là để phục vụ quyền lợi chính trị của Donald Trump không có quyền lợi chính trị của ông phó tổng thống của ông Trump là ông Vance như vậy nó bị bias rất rõ nó không có công bằng và cái cách thức đó là cái nội dung của ông Bayer để mà phỏng vấn bà Kamala là dựa vào tài liệu tranh cử của cặp Trump và Vance như vậy thì thì không có công bằng thì không có công bằng và chưa kể đó thì khi cái, cái nhân 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 vật nhân vật là cựu cố vấn của bà Kamala và hiện nay là một người chủ chương trình của đài MSNBC, đài truyền MSNBC của Mỹ là Simon Sanders, thì Sanders cũng nói như vậy, tôi chưa bao giờ chứng kiến, tôi chưa bao giờ chứng kiến những gì mà chúng tôi vừa chứng kiến vào buổi tối phỏng vấn đó cái một cuộc thô lỗ thô bỉ và đạo văn và thiên vị một cách trắng trợn như vậy cho nên cái vị này nói câu này cái nhân vật mà Simon Sanders nói gì tôi chưa bao giờ chứng kiến những gì mà tôi chứng kiến vào tối hôm đó là tối hôm thứ tư cái gì cuộc phỏng vấn cực kỳ rút và misleading của thô lỗ tàn bạo và hướng dẫn sai dư dư luận và lấy những cái bài câu hỏi phỏng vấn đó trực tiếp ngay từ cái thông cáo báo chí của Trump và wow như vậy đại phát đã bị lột mặt nạ đại phát đã bị lột mặt nạ làm đại bias và làm thuê làm mướn trong trung cả lợi trong trung chứ không có phải phỏng vấn mà tại sao bà cảm biết chuyện này chứ phải không bà biết rồi tôi đã nói với nhiều lần quý vị bà cảm giống như kinh kha rước, rước mang gươm vào đất địch đại đại phát lên đất địch của đại chủ và tại sao bà chắc nhận đi vào bởi vì bà cảm biết rơi một tình trạng như thế này trong cái thời điểm hiện nay bà đang rớt cái điểm xuống 4% trong hai tuần lễ vừa qua và ông trung lên một số điểm đuổi gần kịp bà Kamala Harris. Bà Kamala ở trong một thế bí bà vẫn muốn tìm một số cử tri ủng hộ bà phía Cộng hòa hay là người mà trung lập hay người độc lập chưa quyết định bầu cho ai bà tìm một số cử tri đó cho bà chấp nhận tuốt gươm vào đất địch. Đồng ý là bà trở về an toàn, trở về thành công nhưng mà gặp rất nhiều bảy miền giống như bà đi con đường đó giống ta tà, tam tạng đi thiền kinh đó, thì trong nó đầy đủ những bà cạm bậy những ma quái những cạm bệnh đủ thứ xung quanh đường thì bà vẫn đi vào ông tâm tà, tam tạng vẫn đi vào mang kinh về cho Trung Quốc cũng như bà Camaros vẫn đi vào đất địch và thành công thưa về ông quay đủ thứ trò, ông Biden là đại diện người pháp quay đủ trò về vấn đề chính sách về di dân về vấn đề mà ông tâm thần của ông Biden về mental acuity đó, tâm thần của ông Biden này gì nữa và các quan điểm lập trường của cao về các vấn đề ngoại giao vân vân và vân vân thì bà cao gần như bà chiến thắng hết tất cả những vấn đề đó bà thêm chính sách rất là rõ bà bà theo chính sách rất là... bà bà né tránh các câu hỏi hóc búa và đặc biệt công một số điểm né tránh rất độc đáo trong đề di dân thì bà đá qua bên nó xong trâm ừ. hay bà chấp bà không trả lời bà hay bà đến đạt hướng bữa khác thì bà cho rằng vấn đề di dân là ông ông bay và bà đại phát tượng là thắng chắc nhưng bà nói đó là lỗi của ông, ông là ông trump không chịu mà suối dài cái đảng cộng hòa đã bãi bỏ cái luật di dân và vì vậy nước mỹ tràn ngập di dân là vậy về lỗi của ông trump không phải lỗi của bà ta thì có nhiều vấn đề mà đặt ông Bayer Đại Pháp và trong Thế thủ động cuối cùng ông Bayer nói gì hỏi như vậy một người một triệu người di dân ba triệu người di dân hay sáu người triệu người dân bất hợp pháp vào nước Mỹ dưới thời của bà ông ông bà Biden thì bà không trả lời bà dí vào ông Trump. thì ông 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 Bayer là đại, đại diện Đại Pháp, người phỏng vấn bà ta đã mướn lời cho dư luận có phải sáu triệu di dân không thì như vậy chúng ta thấy rằng đâu được phải là cuộc phỏng vấn khách quan cộng bằng nữa và sau cuộc phỏng vấn đó thì đồng minh đồng minh của bà đồng minh của bà Camaris trong đó có Sanders là đã hiện đang làm cho cái đại MSNBC và nhiều đồng minh khác của bà ta đã lên tiếng chỉ trích đẹp Fox và chỉ trích bay và bên vực bà Camaris thì tôi cho rằng bà, bà cao đóng cái bay, tôi hãy dùng nó là kinh kha tuốt gươm đi vào đất địch và an toàn mang mạng sống trở về và dù đứng trước hiểm nguy dù đứng trước những gạ cạm bẫy dù đứng trước những bưu mưu toan thì bà vẫn mang kiếm đi về nhà phải là an toàn thì cho nó là cuộc thành công của bà cao và bây giờ chúng ta đang bước từ từ một ngày một tờ lịch rơi xuống mỗi ngày một tờ địch rơi xuống ngày hôm qua một tờ địch rơi xuống ngày hôm nay thêm một tờ địch rơi xuống nữa cụ thể là bà Cam Harris sẽ như thế nào và ông Trump sẽ như thế nào trong cuộc bầu cử tổng thống tới từ 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 chỉ còn 13, 14 tờ địch nữa ừ, và không còn gần 20 tờ địch nữa rơi xuống thì chúng ta sẽ biết kết quả như thế nào cảm ơn quý vị đã chờ đợi và cùng theo dõi chúng tôi và đặc biệt tối nay quý vị quay trở lại chương trình truyền Việt Nam một để nghe cuộc phỏng vấn của chúng tôi với ký giả với ký giả Hồng giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo về chuyện bà Nguyễn Phương Hằng đối đầu với Tích Minh Tuệ ra sao một câu chuyện cực kỳ sôi động hiện nay tại Việt Nam hiện nay kính mời quý vị theo dõi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình